Xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2022. Thì bên em có nhận được một cái kèo của một bác. Bác ấy ở Hải Dương, bác ước. Bác lấy chiếc tuner 7800 mắc đôi và có hệ điều chỉnh bên em can thiệp vào để cho bắt được tần sóng FM. Thì đây, sản phẩm này hôm nay em sẽ quay và cũng sẽ nói một số vấn đề liên quan đến chiếc tuner này. Thì chiếc tuner này bên em đang bán với giá là 1.700.000 một chiếc và 1.900.000 một chiếc có FM. Đấy nhá. Riêng dòng FM thì đây, con này nó giải tần của nó khi nó sản xuất ra này thì nó chỉ có đến 90 Hz, mà FM của chúng ta thì bây giờ lên đến 108 MHz rồi. Chính vì vậy mà nó không đủ giải để mà có thể bắt được. Bắt được đài tiếng nói Việt Nam. Vì vậy là đã có sự can thiệp của bên thợ bên em thì bây giờ nó đã bắt được đây. Ví dụ như này đây. Đấy. Đấy. Nó ở đoạn này và đoạn này này. Nó còn rất nhiều đài. Nhưng vấn đề là nó có đang phát hay không thôi. Đấy. Ở đoạn khu này. Còn AM thì nó vẫn bắt bình thường đây này. AM này. Cái tín hiệu của AM thì nó sẽ lên sóng bên này. Gạt cái này lên là FM này. Thì FM nó ở đoạn dưới này này. Cuối năm mà ngồi đếm 1, đấy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuối. Chúng ta phải sử dụng thêm một cái dây nhá. Một cái dây như này. Anh em chỉ cần thêm sử dụng thêm một cái dây điện bình thường và kéo dài lên khoảng chừng tầm 3-4 mét lên trên trần thôi. Các bạn nhìn nhá. Chỉ cần cài vào thôi này. Cái dòng FM này sóng nó đã mạnh hơn rất nhiều này. Nhìn này. Lúc nãy là cái cột này nó chưa chạy một tí nào. Chứ còn thật ra thì ai cũng rất nét đúng không? Đây là nhà ảnh nhá. Bỏ dây trên này. Đấy, sóng yếu ngay. Anh em thấy chưa? Rất đơn giản thôi. Anh em làm một cái dây điện. Sau đó là nối vào cái cổng FM này, hai cổng cuối cùng này. Sau đó để cái sợi dây này kéo thẳng lên tầng 3, tầng 4 nhà mình. Không cần phải ra ngoài rời đâu. Là sóng bắt là sẽ ok luôn. Rồi, rất đơn giản đấy thôi. Đây nên là đài FM nó bắt này. Tương lai mà vẫn giữ tất cả trở của quá khứ thì nó có tạo ra. Chỉnh FM thì chúng ta chỉnh chậm thôi, từ từ thôi. Như thế, năm mới nó đến rồi, chúng ta hãy cùng đón chào tất cả những cái điều tuyệt vời sẽ đến với lại. Thôi, con nào có chữ FM trên đầu như này có nghĩa là bọn em đã làm ra được FM. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, Phạm Thức Audio. Xin chào quý vị và các bạn nhé.